Anh ba phát hiện con ếch này cả nhà. Nhanh nhanh anh em. Từ từ. Trống ngay cả nhà. Đó, mà dính ếch chà bá luôn cả nhà ơi. Vô cả nhà. Quá chà bự. Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Hoài Thanh Châu Phú ạ. Chào cả nhà. Hôm nay mấy anh em sẽ đi săn đêm cả nhà, lâu lắm rồi anh em chưa đi săn đêm. Anh em sẽ săn trên cánh đồng Mỹ Phú rồi cả nhà ơi. Đó. Rồi kết quả như thế nào thì cả nhà theo dõi tiếp buổi chân của anh em nha. Lâu quá cả nhà ơi, chưa đi săn đêm rồi. Mùa này chuột mùa này thì ú không cả nhà, chủ yếu là săn chuột với rắn là nhiều. Đi thôi anh em. Bé Lùng với anh ba sẽ đi sơ ếch nha cả nhà. Em trước sẽ đi săn. Và trong lúc săn mình sẽ bắt thêm mớ nhái để mãi cắm câu cả nhà ơi. À, anh ba hãy Bé Lùng đi trước, em trước đi sau lưng. Rồi gọi có con gì trên cây mình mới bắt. Anh ba phát hiện con ếch rồi cả nhà. Nhanh nhanh anh em. Đâu rồi? Đây. Đi trong kìa. Đi trong rồi. Nó bỏ cái dễ đi trước. Dùng cái ngoài đi. Cái này mới có hiệu con ếch đây cả nhà ơi. Từ từ. Để coi nằm đâu cái đó. Rồi nhảy vô lại. Đây ngay đây luôn. Ngay đó luôn á trước. Đó. Dính chưa? Dính. Ếch cả nhà ơi. Chút trong cái đường nước trong cả nhà. Đó, mà dính ếch chà bá luôn cả nhà ơi. Đó, nó nhảy vô miếng cao su cả nhà. Xong mình lần theo cái đường nước trong lúa mình bắt. Quá đã. Chứ mình đâu dám đập lúa người ta đâu cả nhà ơi. Quá đã cả nhà ơi. Vô con đầu tiên cả nhà. Nhà nó vô miếng cao su này nè cả nhà. Nó nhảy vô vậy đó. Cái này mới phát hiện thêm con ếch nữa cả nhà ơi. Đừng có gọi nữa. Rồi. Đó, bắn liền. Bắn đi chứ. Rồi. Đầu tìm mới anh em. Đâu ảnh ương đâu. Có đòm đó. Kìa, ếch kìa. Kìa. Tung vô lưới vậy. Nó tung vô cái lưới rồi. Ếch chà bá kìa. Sao qua bánh được. Nhảy con trước rồi. Nè, ếch chà bá luôn nè, nó. Loại nước ếch nhỏ quá. Nhỏ đâu nhỏ, cỡ này ăn được thôi. Ăn sang con nó kìa chứ. Nó. Lợi không? Được không? Được. Đi bển này có cầu qua không? Không. Cái này còn đúng không? Còn. Nó đâu có thấy con đèn lại sợ chạy nè. Gọi qua hai thằng gọi qua nó đi. Để tay chụp luôn đó chứ rồi. Mày dắt chồng á, nó phức nó không thấy. Nó được người chủ giúp đất mình có. Ê, có đóng gom nè, hồi nó bảnh mình dưới cái áo hành không ta? Có, trong đây có đó. Em cứ đi xa vô trong chứ tới chỗ ánh đèn hả, đi lại gần. Này phát hiện ếch bển cả nhà, trước đang qua bắt rồi. Rồi bên đây tôi gọi là thấy em chưa rồi. Tắt đèn đi. Tắt đèn đi. Bắn đi chụp được không? Đây nè, ngay gốc gáo nè, ngay gốc ẩn cầu nè, nó nhảy ra trước, ngay gốc luôn đó, bắn đi trước, thấy không? Anh biết trong đó được, nó nhảy nè, thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Ừ. Ừ. Gì trước? Đâu? Anh em dính miếng rắn nó nặng cả nhà ơi. Ghê hả? Trời, con rắn bự đã dư trước. Con rắn cả nhà. Con sáu ha. Cắm này ra anh đó. Ở đây nha. Từ từ. Quá trận ngắn đã cả nhà ơi, ngắn bồi luôn cả nhà. Anh sọc vô cái lỗ chứ hay ngắn không? Đúng rồi. Rồi chĩa lên. Lúc đừng hỏi vụ cái lúa. À, đừng lúc đừng rút chứ. Dính đầu dính xíu rồi. Sao đây? Kiếm cây mới được. Bây giờ kiếm cây rồi gõ cho. Đã xếp bao dẫu rồi. Cái quằn nhánh này xuống này, cứ quằn rồi em lên quằn nhánh này xuống rồi chứ. Đúng đó. Rồi. Vớt cái vỏ chuột liền rồi. Thấy trời ơi. Lấy cái thẻ coi. Không nhích cây cỏ luôn ta. Đấy, nó phát động rồi. Chụp liền chứ. Dính không? Ồ, dưới trước dính quá rồi cả nhà. Quá hay. Ừ, lùm. Cả nhà ơi, hết này cả nhà. Quá đã. Dính không chứ? Dính thì con ếch này cả nhà. Quá đã. Vô. Ba con cả nhà. Ai đi săn mà thằng ếch nó nằm ngoài đường vậy nè cả nhà. Rồi mình thấy mình bắt. Gì anh em? Đâu? Vô cả nhà. Quá trời bự. Ngon nghe từ. Để quay ra. Ừ. Bánh nó lùn quá quay ra. Nó lọc con chớp. Rồi cả nhà. Vô. Im anh em ơi, ớt này nhảy ầm ầm ở cả nhà ơi. Ba phải ớt cả nhà. Còn chui đường kia vô anh ba ơi. Vậy không? Lên cả nhà. Thôi anh bà, tiếp luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà. Thuốc. Này, nó tùm đó đó. Không. Đâu? Trời ơi, trời. Đi kìa. Đấm. Nó đây giờ. Bự lắm á. Báo hiện gắn rồi cả nhà. Chứ là tự. Dính. Nặng xuống ơi, rồi chụp cái đầu đi, chụp cái đầu đó coi. Không có cái đuôi. Dính rồi, chút rồi. Đó cả nhà. Nói chung này. Quá đã. Em mang. Cầm. Chụp nó. Ủa, thằng bắt thằng nói chung cái rồi. Cả nhà. Vô. Đó. Quá đã cả nhà ơi. Dạ thôi giờ này cũng khuya rồi cả nhà ơi. Mấy anh em chuẩn bị đi về đây. Hôm nay thành quả mới được như đây nè cả nhà. Đó. Cũng cỡ 700-800g cả nhà ơi. Cái này đi hơi phát khô. Được và con ếch với con nói chung cả nhà. Như đó thôi đủ ăn rồi cả nhà ơi. Về nấu nồi cháo. Đó. Bữa nay là lần đầu tiên mình săn đêm lại cả nhà. Bởi vì không có chuột luôn, bữa nay là đi soi bên đồng này không có chuột luôn. Thì từ từ em nghe em chia kiếm nhánh nào có chuột để em quay cho cả nhà xem nha. Em cảm ơn cả nhà đã xem theo dõi video của em ạ. Nếu cả nhà xem mấy anh em có hay thì để lại cho kênh một lượt đăng ký, một lượt bình luận, một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Hẹn cả nhà lại clip sau. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà. Vậy thôi anh em.